Đồng còn tập trung xây dựng, tu sửa một số công trình thủy lợi đẩy mạnh công tác quản lý khai thác những hồ đập tại các địa phương. Đang nói là hiện nay một số công trình thủy lợi bị xâm hại, công tác tuyên truyền và xử lý đã được ngành chức năng đẩy mạnh. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 440 công trình thủy lợi lớn nhỏ, hiện có 24 hồ chứa nước, kênh mương thủy lợi đang bị người dân và tổ chức lớn chiếm với nhiều hình thức, nhưng đến nay chưa được xử lý chức điểm, Cụ thể tại huyện Đức Trọng có tới 8 công trình hồ, huyện Lâm Hà 4 hồ, huyện Bảo Lâm 3 hồ, huyện Chư Linh và thành phố Bảo Lộc cùng có 2 hồ. Các hành vi lấn chiếm phổ biến là xây dựng công trình nhà cửa, quán cà phê, sản xuất nông nghiệp trong hành lang bảo vệ hồ, xâm phạm công trình mặt đập chứa nước, kênh dẫn nước với mức độ vi phạm từ vài chục đến hàng ngàn mét vuông. Hầu hết các hành vi vi phạm được cơ quan chức năng địa phương phát hiện nhưng chưa được xử lý chất điểm, gây ảnh đến công năng chứa nước, dẫn nước tưới đặc biệt trong cao điểm mùa khô như hiện nay trước thực trạng này sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lâm đồng đề nghị các địa phương đơn vị khẩn trương tổ chức xử lý các vi phạm đồng thời chủ động triển khai cắm mốc hành lang bảo vệ công trình thủy lợi đối với những khu vực chưa thực hiện